Dạ. Rồi chào rồi, chào rồi. Được rồi. A Di Đà Phật. Thôi tí nữa về luôn khỏi chào ấy. Dạ em Vui xin chào mọi người nha. Hôm nay em Vui đưa mọi người đi thăm Huế, lên đường Minh Mạng. Hôm nay cũng là một hành trình đi khắp nơi để đưa mọi người thăm Huế, thăm các đường quê và thành thị. Trong những ngày qua dịch già cũng là đang phức tạp tại thành phố Huế lại đó rồi mọi người, cho nên bây giờ mọi người ra đường hay là đi đến những nơi mà có dịch thì cũng nên cân nhắc, vì tình hình cũng là chung là phức tạp các vùng miền như là như Quảng Điền là các khu vực thành phố thì cũng có một vài cá gì đó vài rác ạ, nhưng mà nói chung cũng nguy hiểm, ra đường cũng cẩn nhắc nha mọi người, và cũng mừng chúc bà con luôn luôn vui khỏe để vượt qua đại dịch như là những khó khăn trong cuộc sống. Thì đây là con đường Minh Mạng qua khỏi cái xăng và đang nắm dao có khỏi đèn xanh đèn đỏ để tải thì chúng ta lên hướng gọi là phía tây của thành phố đấy mọi người, đường Minh Mạng, đường này là quốc lộ 49A, có thể đưa chúng ta đi lên Bình Điền A Lưới và trước mắt là đi lên cầu Tuần là cũng đi lên con đường này, thì nói để cho mọi người dễ hiểu á. Và con đường đi lên Tuần và lên Bình Điền A Lưới quốc lộ 49A, và đây con đường mang tên Minh Mạng. Hai ba ngày nay thì cũng có nắng trở lại rồi mọi người, và trong qua những ngày mưa bão theo kiểu là dồn dập và cũng không có mưa gió lớn thì cũng không xảy đến những cái hiện tượng lũ lụt lớn tại Huế năm nay. Tình hình đó chúng ta cũng yên tâm trong những ngày qua, vì mùa gió mà ở Huế năm nay như vậy là cũng bình yên. Đây lúc này chúng ta đã ngang qua cầu Lim 1, trên đoạn này thì còn thêm một cái cầu nữa, cầu Lim 1, cầu Lim 2 nằm sát nhau. Như đi về quốc lộ 1A thì rẻ quá, hôm nay là đường cảnh, cái đường cảnh tại thành phố Huế đấy mọi người. Đường Gò Văn Kiệt, rồi cầu Lim 2, và ngang qua đây thì có khu họp chợ của bà con tập trung vào những buổi sáng, buổi chiều. Chán nhiệt độ 30-31 độ đó mọi người. Và hành trình hôm nay em Vui cùng theo một khán giả thân thương và là một người anh cũng rất là thương những người khổ khó tại thành phố Huế nói riêng và có lẽ là khắp nơi nói chung, đưa những cái món quà phân qua đến các nơi. Thì hôm nay có cái hành trình là một phần quà lớn đến với các em mồ côi tại chùa Đức Sơn, nơi mà có sư cô Minh Tú là trụ trì ở nơi đó. Thì cách đây 2 tháng em Vui cũng có đến và cũng trao một quà của anh ăn cắt ở Mỹ đến với ngôi chùa này để người đến chia sẻ.
yêu thương để lo cho các em mồ côi tại chùa. Thì hôm nay cũng là một hành trình như vậy, và em muốn đưa mọi người đi thăm từ tuyến đường này lên tuyến đường kia để mọi người cùng thăm Huế với em vui lắm nha. Một hành trình có chủ đề đó là trao gửi yêu thương cho bà con, cũng như là hôm nay là các em mồ côi tại chùa Đức Sơn. Khu vực này thì thuộc phường Thủy Bằng ở đây mọi người. Thì dưới khu vực Cô Lim thì một bên là có thể là Trường An và một bên là Thủy Xuân. Và qua khu vực này thì cũng như là đến với khu vực của phường Thủy Bằng. Cái đoạn của những vui vừa của vào đấy đó. Con đường này sẽ dừng chúng ta lên tông lên A Lưới Bình Điền vào đây mọi người. Con đường quốc lộ 49A bây giờ đường rất là sạch đẹp, không như như hồi xưa đường lên trên A Lưới là hóc hố đó. Đây chùa Đức Sơn đây mọi người. Rồi mọi người cũng vào thăm sơ qua ngôi chùa nha, không biết mùa này dịch nhà trở lại đâu, biết được vào trong để ghi hình một chút về các em không. Nhưng qua đây thì em vừa cùng làm hành trình đó để cho mọi người cùng đi thăm nha. Đó là ngày ba chúng ta lại vào đây, còn đi thẳng sẽ lên cùng đây. Đây là công viên của chùa đây là mọi người, ngôi chùa quen thuộc. Trước mặt thì là những cánh đồng và chúng ta có thể thấy con đường quốc lộ 49A nó chạy vòng khu vực này. Phía bên kia là như có ngôi lăng, một cái lăng của vua Thiệu Kỳ trong năm đó đó mọi người. Và đây là ngôi chùa Đức Sơn, công viên rất là rộng, thì trước cũng có nơi để xe. Và đây thì em vui thấy có một trường mầm non, có lẽ là cùng của chùa khu vực này luôn. Không biết coi có vào được chùa không. Đây không gian thân quen mà em vui đã từng đến đó nha mọi người, đã ghi hình cho mọi người thăm. Mầm non vẫn còn đi học. Đúng rồi, đợt này lên đây thì cũng tổng là dịch giả đang phức tạp mọi người, cũng việc làm cách nào để vào để ghi hình một đoàn thăm các em được không. Vì ngôi chùa này là có 135 em một cối, thì là dạ cho em gặp sư cô với. Cùng cô cùng ra trong mùa dịch. Dạ chào cô. Cô là đệ tử của sư. À dạ sư Minh Tú. Dạ, sư bừng. À dạ. Em cũng cần gặp cô qua điện thoại cho. Dạ, nó đi cố định ra ngoài rồi hả? Dạ. À dạ. Không, em gửi cái tiền lên để cô lo cho các cháu đó. Cách đây 2 tháng có lên gặp cô rồi. Dạ. Đó, bây giờ cũng đã định lên để gặp cô mà trao qua cho các cháu. À là cô đi đi làm bên... À đừng nghe máy gọi nha, không chiêu gọi nha. Thôi không phải gọi mà đi nghe khác. Chị đi làm bên rẫy hả? Ờ, chưa về hả? Chưa về. À dạ. Gọi điện là cô. Thế này cô nói luôn, có anh ngắn cách đây 2 tháng có gửi qua cho chùa. Thế bây giờ lên gửi lại. Vào ghi hình được chụp mày cháu được hả? Dạ sư, có chủ có lên 2 thằng được có lên gặp sư rồi, mới chưa lên gặp sư lại chục nữa mà con thấy sư. Để chú nói cái đó. Dạ con chào sư cô. Dạ 2 thằng được con có lên gửi cái cô cho các em đó. Bây giờ con lên lại. Dạ có cái anh ngăn cách ở Mỹ á cô. Dạ bây giờ lên lại đây mà có thể vô trong chụp cái hình của các em được không hả cô? À
dạ dạ dẫn dẫn tấm hả dẫn dẫn quá vương cái hả à dạ 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 rồi con vô dạ 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 rồi rồi giờ cô nhận dẫn dẫn con vô dạ vô vương cái coi các em làm việc một chút rồi để lên em chạy chạy xe lướt ngã sáu đây nè cô có sau khi một lòng vòng một đoàn thì ngồi đầu vô đây khoảng trên 500 mét thì có thêm một cái tình thức của chú Đức Sơn đó đúng không? Rồi đi ngắm vô đây xuống đề xe đây đúng không? Đây tại là một cái tình thức của chùa nữa là nơi hình như có các em đang làm vườn làm đồ nữa. Cô có nhận là qua đây cô nói ráng ngôi vương lắm á mẹ cô nói ráng ngôi vương á để xem các cháu làm việc thằng lớp sau đúng không à có cái tình thức rất là lớn đây các em đây cọ các cháu ăn cơm trưa chứ đấy các cháu đây là chào các cháu chào cô dạ đây pho nơi của các cháu sinh hoạt đây cô hả à giờ cơm đó, đó đây các em một côi đó sáu tế nữa hả con vương nữa hả à con này hỏi này từ đây là cái nơi của các em sinh hoạt đây đúng không ở đây hả à à em hái à à mà từ đang cách ly đó này à rồi chứ con thường thường là mẹ em ở ngoài chùa mình hả dạ. À chưa đi ra lại con đi xe không mình nghĩ là mình phải đi ra vương thì vương nhận sáu tế rồi đi xe phải đi xe rồi rồi đợi tí để lấy xe đó à đây thất nhưng mà thất đây các em nhỏ như cùng à nhìn COVID thế sao đi cách ly và đây cách ly là mọi người rồi tiếp tục chạy xe ra vương nơi cô à, làm vườn với các em à rồi đây là cái vườn đây là vườn rồi rồi dạ chào cô chào sư chào mấy anh đang làm vườn hả dạ 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 thăm cô à đấy là cái tình bên đó chứ nữa có đi vòng lại sao đây à ô vườn vòng hè dạ ô hồi cho tham quan tùy đà và wow, chủ lên thăm cô đưa gửi qua cho các cháu đây các cháu làm vương đôi mũ vô nắng đôi mũ vô lấy mũ vô cha giỏi rồi rồi ok đấy đóng hàng ôi dạ thôi được rồi rồi chào các cháu dạ, chào cô à dạ la chứa ngày trước hả cô trong rau trong đồ mà ăn này thôi chứ ngồi chờ cái vườn vòng này à cô rồi là cái tình ấy là cùng của chùa mình là khi bên này luộc lên tầng hai là à, dạ. Lần hai bên Phật tử họ lo làm cho sinh cải để khi luộc cái chứ mẹ em mà bị à, là tình đó hả là dạ, đó chứ mẹ em định bị cách ly bên đó à dạ đi vô thấy đó tưởng mua cái nơi sinh hoạt của các em à, chứ là bị cách ly nơi à thầy đang chuẩn bị ăn cơm hồi đang ở đó ông bè nói là cách ly mà ép máy mà cách ly đó ép hai có tiếp xúc này ép hai cái cấp một là em nữa ba hàng ép không mà em nữa là cấp rồi em là ép một cấp một mà em là đi học và em mình rồi là gì ép hai hết rồi cách ly bên đi chứ cho làm vườn hết bị cho người dân nặng là đỡ à dạ 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 tôi tập trung là nguy hiểm dạ dạ à vườn rồng này đấy là chủ yếu cây bưởi cái thân tra có hả? Thì bắt đầu phải làm cho một cái nhà để khi mà lụt qua và sau mọi người bà con họ xứ rồi để em cân ăn cân tịnh phật nữa chứ à dạ à dạ dạ đâu là cái mười năm trăm à dạ và sau này là mua luôn để cầu vương họ cho luôn dạ để cầu vương sinh hoạt dạ, trong rau trong màu luôn đó mà mình rất là cân dạ dạ cân đi gọi dạy nhưng mà chưa dịch là cả em đi ra là vừa làm vườn dạ, đi làm hoạt động cho người khỏe vui vì lên dân nặng cái chuyện đó dạ à, làm đủ thứ là đúc chầu đúc đồ chi chơi hết dạ là à dạ đó là dạ đừng có hôm bữa là có nói có bao nhiêu chậu hả 135 chưa vừng 135 quá có em mới bất tài nữa à, mà dạ. Có em lại đi ra còn người vô thì còn người ra dạ. Em mới bất tài chứ đứng năm vô làm cái sản chứ luôn hả cô dạ đứng năm giờ hơi sức á
À dạ. Chứ là chưa cho mình vô ra mình chỉ nạp tiền cho nuôi thôi. À dạ dạ dạ. Vừa bắt tới bác sĩ về chờ kêu xe cho đi bệnh viện liền. Dạ. Sứ khỏe ha. Có sức khỏe ha. Sứ dạ sứ cho con hỏi năm nay sứ mấy rồi? Sứ năm nay là 75 còn phải cho đi làm vườn. Đi đi ra mấy đứa nhỏ. Bài chồng làm thường gặp nhau. Cái ngày ra làm vài giờ rồi đó cô ấy. Dạ. Vườn cái ngày thứ bảy là cho được nghỉ vì là được. Họ chuẩn bị chưa dịch hiện cho Huế mới nâng nặng. Dạ dạ chưa đang phức tạp quá con nói tôi tránh thủ đi lên. Thì cái anh ngắn cách mà cách đây 2 tháng con còn lên gặp cô mà cùng mua dịch luôn. Con đứng ngoài cổng á cô. Đây gửi 5 triệu chứ cùng gửi 5 triệu tiếp tục về để cho cô. Cô lo cho cả cháu. Xin chân thành đây. Dạ anh ngắn cách ở Mỹ đây. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ mời cô đến mời. Dạ. Được rồi, được rồi. Dạ. Cảm ơn làm sao lên lên lấy lại thì vẫn bị đóng cửa con nói thôi. Dạ. Nhờ cô điện mà dạ. Mình có được cho dạ. Để ghi hình các cháu một tí cho vui. À cho biết dạ. Này mày con ra đây xin được. Dạ. Ra đây ra đây. Dạ cô cứ về các cháu tự nhiên đi. Tự nhiên đi. Dạ dạ rồi đã cho. Dạ. Cho con tham quan chuyên nghiệp bệnh viện làm đây. Dạ. Đúng rồi vì dịch mới làm việc để cho mình khỏe mạnh đi dạ. Rồi làm tự nhiên đi cô. Dạ. Rồi chào rồi, được rồi. A Di Đà Phật. Rồi chưa về. Thôi tí nữa về luôn khỏi chào ấy. Đây là cái chậu hay là cái bề hả? Dạ cái chậu mà đây là cái đế chậu. Đúng cái đế đó, đúng rồi. Không thì đổ mình đổ sau. Đúng rồi. Chứ đổ xong rồi chứ mình gọi nó quả rổ á. À đúng trồng trồng đều đó. Chưa là nghỉ ăn trưa được rồi. Đấy chắc có đường đi về. Chưa về lại chùa chứ. À dạ. Ơi cha mày cho. À dạ dạ dạ. Dạ. Vườn đây gọi là vườn để trồng rau màu của chùa đây. Để các cháu vừa là sinh hoạt vừa là việc làm việc nữa. Học tập. Rất là nhiều gọi là đủ các thứ luôn á, trồng bê tông thì có mấy trồng bê tông nè, đất đá thì lên sẵn đây thôi nè, à sẵn đây một cái vườn nè, à bên kia là cái bình mấy ông vui mời vào để ghi hình mọi người thăm nè, phải đi vòng ngược ra lại, à đó, chùa này thì như cô tâm sự thì cũng được nhiều Phật tử họ thương mến giúp đỡ. Rồi tạo vườn tược ra, cô với các em ở đây đồng hành trồng rau màu. À, trong mùa dịch trở lại thì cô cũng muốn cho các em hoạt động cho nó khỏe mạnh. Ra có nặng có đồ cho gọi là diệt khuẩn đó mọi người. À, bên kia là khuôn viên của cái một cái tình thất lúc nãy yên vui đưa mọi người vào thăm, sau này là sau vườn và các kia mồ của các vị sư đây. Rồi như vậy là có một buổi thăm chùa và các cháu tại của sư cô chùa Đức Sơn. Thôi có lẽ cho con về luôn cô ơi. Dạ, dạ, nắng. Dạ. Dạ, rồi thôi dạ. Chúc cô về các dạ. Cháu mạnh khỏe dạ. Dạ. Để vượt qua khó khăn. Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi. Rồi chào mày cháu nha. Dạ, chào rồi, ok, làm tùy nhiên đi. Rồi. Đó, cùng viên. Đây là cái xóm đây là xóm tên thống chi đây bé ha. Thống của họ à, không cái thống chi bé biết không? Đây là thuộc Thủy Băng đúng không? Thủy Băng đó. À rồi. Xong rồi chứ kéo nhau về là giờ trưa rồi ha. Về ăn trưa. Về lại chùa đó. Còn cái nơi đó là nơi tình thất. Tình của chùa nữa, chùa thêm một cái tình một có một cái vườn làm rau. Đấy, giờ bây giờ mẹ em kéo nhau về chùa để sinh hoạt buổi trưa rồi đấy mọi người.
đi bộ về hả? Dạ. À, đoàn luôn. Cầm 35 em thì nhỏ, hello, nhỏ, họ lớn nhỏ. À, đi bộ về chùa, hành trình về chùa hả? Về ăn cưa hả? Các em, mày được có đi học không? Dạ không. Không đi đánh? Học? À, được nghỉ thứ bảy hả? À, chứ vẫn đi học bình thường đúng không? Làng ở đây, đây là thủy băng nhưng không bị thôn mày. Bây giờ cũng phương thủy băng đâu đấy mọi người. Mình chờ cô bé dẫn đường qua bên tỉnh của chùa về đâu đấy mọi người. Rồi, thì cái hành trình ngày hôm nay đi tàu qua phần quà của anh ngăn cắt ở Mỹ gửi đến yêu thương gửi đến chùa cũng như các em mồ côi ở trong chùa Đức Sơn này. Rồi rời khỏi chùa Đức Sơn, chúng ta đi vòng ra phía trước thì có một cái khu di tích lịch sử, đó là lăng của vua Thiệu Trì rồi mọi người. À, thì video cùng dài tại và thăm các em mồ côi đang làm vườn. Tôi hy vọng mọi người có thể chuẩn bị xem những video của em vui. Và em chân thành cảm ơn anh Ngăn Cách và cho em thực hiện video này về thăm các em mồ côi tại chùa Đức Sơn nha. Rồi, có lẽ tôi vui tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đó, mọi người khi xem đừng quên nhấn like, đăng ký kênh. Theo dõi những video của anh vui nha mọi người. Rồi anh vui thân chúc tất cả mọi người và bà con luôn luôn khỏe mạnh để cùng nhau vượt qua những gọi là cơn đại dịch đang hoàn hành khắp nơi. Rồi chào anh vui, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.